Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh. Cơ quan chào cô chú anh chị đang theo dõi diễn đàn. Âm Yeah, thanh bên ok em Trung. nghe tốt không anh? Thì qua nghe cái chủ đề cũng như cái nội dung của anh vừa đưa lên ấy, thì thực tế là mà nói em là một thế hệ trẻ để mà tìm hiểu hết về cái hai cái cuộc chiến đó, thì nó cũng cả cả một cái vấn đề, bởi vì chúng ta cũng phải tìm hiểu về các cái bối cảnh lịch sử đúng không ạ, cũng là về khái quát này, rồi bối cảnh rồi là về cái lực lượng rồi vân vân cả tham gia rồi các cái hướng tiến công rồi là về chiến dịch như thế nào, thì chúng ta nói thật là phải mất một thời gian dài để chúng ta vừa có thể đọc các cái tư liệu lịch sử và chúng ta đối chiếu với lại cái bản đồ thực tế như cái clip mà rồi anh trình chiếu đó, thì chúng ta mới có thể hiểu hết được, kể cả là cái đối với cái cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 79 cũng vậy, thì chúng ta cũng cần phải có thời gian nghiên cứu thì chúng ta mới có thể hiểu hết được. Nhưng mà hiểu hết ở đây chúng ta có thể hiểu theo cái góc độ về góc độ lịch sử của thế hệ trẻ tìm hiểu thôi, chứ còn thực tế thì phải phải có Đúng những rồi. cô chú đúng không ạ, các bác đã từng tham gia cái cuộc chiến này thì các bác mới có thể khái quát và có thể nói ra được những cái khó khăn vất vả và cái sự hy sinh, bởi vì đó là những người thực tế. Thế còn anh em chúng ta đây chỉ là đọc lại lịch sử, xem lại tư liệu thì phần nào chúng ta hiểu được cái sự mất mát hy sinh đó. Thế nhưng chúng ta cũng không thể thiếu hiểu hết toàn bộ được, chúng ta chỉ một phần. Thì qua hai cái nội dung đó, về cái việc mà chúng ta đánh đuổi Pol Pot Ieng Sary ở phía Nam, ở khu vực Tây Nam đấy, và cái cuộc chiến mà chiến tranh biên giới Tây Bắc đối với Trung Quốc, thì em lại có một cái nhìn nhận như thế này. Em không có dám đánh giá sâu về hai cuộc chiến. Rõ ràng cái đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến đó là từ cái việc hành động, có thể là từ những năm 72 rồi, đó là nhiều các cái đơn vị mà của Trung Quốc, của Khmer Đỏ đó, và của cái đơn vị gọi là quân khu 9 của Campuchia đó, là nhiều đơn vị của quân khu 9 của mình mà khi bị bên Campuchia người ta giết hại đấy, thì cũng cũng rất là nhiều. Có nghĩa là riêng cái năm tính 6 tháng đầu năm năm 1972 thôi, là riêng cái đơn vị mà của bên quân khu 203 của Campuchia đó, người ta đã giết rồi 26 cái vụ giết giết người là chiến sĩ bộ đội của Việt Nam chúng ta, rồi là xảy ra 17 cái vụ cướp vũ khí, 385 vụ bắt cóc, 413 vụ tịch thu hàng hóa, rồi rất nhiều sau này nữa rồi người ta đánh chiếm cả cái đảo Phú Quốc rồi đảo Đúng Thổ Chu rồi vân vân cả, rồi sau đó là người ta tiến hành là xâm chiếm các cái tỉnh ở phía Tây Nam chúng ta như là Long An, Bình Phước rồi Tây Ninh vân vân vân, các cái tỉnh đó đó là người ta đánh chiếm rất là nhiều, và người ta thậm chí người ta là người ta tàn sát người dân, người ta đốt cháy nhà cửa làng mạc, người ta gây ra rất nhiều các cái thương vong cho quân và dân của Việt Nam chúng ta. Thì rất rõ ràng là với cái sự hậu thuẫn mà không riêng gì của Trung Quốc, kể cả Mỹ và Thái Lan, là người ta lại Khmer Đỏ, lực lượng Khmer Đỏ càng ngày người ta càng có thể thể hiện cái thái độ là có thể nói là một cách ngông cuồng, công khai là đi sâu vào lãnh thổ Việt Nam rồi, và những vào đêm khoảng ngày 30 tháng 4, đêm 30 tháng 4 năm 1977 là quân chính quy Khmer Đỏ đã sử dụng cái lực lượng cấp sư đoàn và lực lượng địa phương các tỉnh biên giới là bất ngờ đồng loạt tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Việt Nam đó, và người ta đã cái lực lượng Khmer Đỏ này đã đánh 13 đồn công an vũ trang và 14 trên 16 xã dọc tuyến biên giới từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Sương, chiếm một số vùng của tỉnh An Giang và tàn sát, có nghĩa là cái số lượng lớn dân thường của chúng ta. Thì từ những cái yếu tố đó, góc độ đó, thì quân và dân Việt Nam đã đánh đuổi cái lực lượng Khmer ra Khmer Đỏ ra khỏi cái biên giới của Việt Nam chúng ta, và theo lời kêu gọi của Chủ
tướng Hun Sen và người dân Campuchia, thì chúng ta đã giúp cho cái người dân Campuchia thoát khỏi cái nạn diệt chủng. Thì cái nạn diệt chủng bây giờ chúng ta cũng biết rồi, đúng không ạ? Hàng triệu người Campuchia, 3 triệu người Campuchia. Đấy, bây giờ là có thể nói là xương chất thành núi, bây giờ có cái bảo tàng. Cái bảo tàng ở Campuchia, người ta có lưu giữ lại đó. Thì chúng ta có thể thấy được cái tư liệu lịch sử đó, nó cái giai đoạn đó nó khủng khiếp như thế nào. Đấy, nó rất là khủng khiếp. Và cái mà em muốn nhắc đến ở đây, thông qua kể cả cái cuộc biên giới năm 1979 cũng vậy. Đấy, đồng bình là khi đất nước chúng ta đang trong cái giai đoạn, có nghĩa là vừa mới thoát khỏi cái cuộc chiến tranh giải phóng, đúng không ạ? Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh đuổi được cái đế quốc Mỹ và người Tây Sai, thì đã bị, từ những năm 72 là chúng ta đã bị kết hợp hai các cái gọng kìm của Khmer Đỏ đấy, Mỹ cái này, rồi là Ngụy Sài Gòn này, là lực lượng của chúng ta là đã bị các cái gọng kìm đó người ta nhăm nhe rồi, đe dọa và tiến công rồi. Thế nên là chúng ta đã, cái chính quyền chúng ta non trẻ, đất nước vừa với hòa bình lập lại đấy, thì người dân, quân và dân thì đều mong muốn là thoát khỏi cái cảnh chiến tranh. Thế nhưng người ta lại không cho chúng ta làm cái việc đó. Thì cái cuộc mà chiến dịch phản công của chúng ta từ tháng 12 năm 1978 và đến tháng 1 năm 1979 đối với Khmer Đỏ ở bên Khmer Đỏ này là năm 79, là có nghĩa là mới gọi là đánh đuổi được Khmer Đỏ. Còn thực sự mà cùng với chính quyền người dân Campuchia mà để xây dựng cái lực lượng vững mạnh như ngày hôm nay, chúng ta phải mất thêm 10 năm nữa. Đó là năm 1989. Còn năm 79 thì chúng ta quay lại đến năm 79 thì ở khu vực Tây Bắc thì Trung Quốc người ta lại ngang nhiên người ta đưa quân sang, người ta đánh chiếm các tỉnh biên giới của Việt Nam ta. Đấy, với cái lý do là người ta hậu thuẫn cho lực lượng Khmer Đỏ. Cùng với đó là ngay cả Trung Quốc cái thời điểm đó người ta cũng liên hệ, đúng không ạ? Thông qua con đường ngoại giao yêu cầu Mỹ là can thiệp ủng hộ. Thì ở đây chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy cũng không có gì là khó tìm hiểu đâu. Còn các cái chiến dịch thì em không có đề cập đến, bởi vì các cái chiến dịch thì nó dài đó, và nó có nhiều cái đó. Với hai nữa là em không thể gọi là múa điều qua mắt thợ trước các cái vị cựu chiến binh được, bởi vì em không phải thực tế. Đấy, thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy là đầu tiên đó là các cái tổ chức khẩn cấp của Campuchia là Mỹ này, đúng không ạ? Mỹ và Trung Quốc người ta hậu thuẫn về kinh tế, về tài chính, về lương thực thực phẩm, về vũ khí, và ngay kể cả là cái tổ chức vừa rồi, cái chương trình lương thực thế giới đó, cũng dưới sức ép của Mỹ, người ta cũng đã cung cấp lương thực cho khoảng 20 đến 40 nghìn quân Khmer Đỏ đấy. Rồi là gì, Hoa Kỳ với Trung Quốc cũng đã dùng quyền của mình ở Liên Hợp Quốc để giữ ghế đại diện cho Khmer Đỏ, mặc dù cái chính quyền Pol Pot đó là chỉ còn là một nhóm thôi. Đấy, là rất rõ ràng. Và người ta ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt ở Trung Quốc, người ta đã giải ngân khoảng 80 triệu đô la hàng năm cho Khmer Đỏ. Rồi Thái Lan thì tạo điều kiện và đồng ý là lực lượng Khmer Đỏ thiết lập căn cứ quân sự ở cái khu vực biên giới để tiếp tục tàn quân mà có cơ hội phản công. Đấy. Đấy, người ta có cơ hội phản công lại cái quân và dân Campuchia, cũng như là cái lực lượng gì cái gọi là đội quân nhà Phật của Việt Nam ta tham gia giúp người dân Campuchia. Thế nhưng mà rồi đến năm 1989 thì về cơ bản là cái lực lượng quân đội của Campuchia người ta đã vững mạnh. Thì lúc đó là đến năm 89 thì chúng ta đã hoàn toàn rút quân về. Đấy là cái ủng hộ của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Thái Lan trong cái việc hỗ trợ Khmer Đỏ. Thì cùng với đó thì người ta gây ra áp lực bằng cách là người ta đã đánh chiếm các tỉnh phía Bắc của chúng ta để mà giúp cho cái lực lượng Khmer Đỏ. Thì người ta tạo ra một cuộc chiến, và như cái clip mà chúng ta đã xem thì cái việc người ta tuyên truyền, đúng không ạ, người ta tuyên truyền, người ta cho rằng chúng ta thế này thế kia. Và trước, em nhớ không nhầm, hình như cuối năm ngoái, giai đoạn năm ngoái, Trung Quốc người ta có xây dựng một cái bộ phim nói về cái cuộc chiến tranh biên giới này. Thế nhưng nó đưa ra cái dữ liệu nó không đúng với sự thật, bởi vì thực tế là cái lực lượng quân đội của chúng ta đó, là khi mà người ta đánh chiến tranh biên giới năm 79 thì chúng ta phải huy động lực lượng quân chính quy ở khu vực này, Tây Nam và Campuchia về. Thì làm gì chúng ta có quân nào mà có thể đánh Trung Quốc, đúng không ạ? Với hai nữa là nói thẳng một câu ra để nói chúng ta có nói trắng phớ ra. Nếu như đối với một cái
cái đất nước Việt Nam chúng ta đó. Nếu mà đánh được Trung Quốc thì xin thưa, chúng tôi đánh từ lâu rồi, chứ không phải là đến năm 79 chúng tôi đánh. Lý do tại sao như thế? Hàng ngàn năm lịch sử, các anh mang quân sang xâm lược, các anh đánh tôi bao nhiêu lần. Đấy là chúng ta đang nói một câu chuyện gọi là có ơn thì trả ơn, mà có oán thì báo oán thôi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta nhìn nhận là qua góc độ lịch sử thì Trung Quốc người ta đánh chúng ta bao nhiêu lần, đúng không ạ? 14, 15 lần. Thế chúng ta đánh người ta bao nhiêu lần? Thế nhưng mà ở đây là cái cách tuyên truyền, cái cách cái vận hành thì người ta đã đưa ra một cái lý thuyết là như vậy, dẫn đến là sau này, đúng không ạ? Ngay kể cả là cựu binh của Trung Quốc người ta đã trả lời như vậy là chúng ta cũng hiểu được một phần. Và hiện nay đó là cũng không thiếu gì các bạn trẻ ở Trung Quốc người ta nhận định cuộc chiến này. Kể cả là cựu binh Mỹ và giới trẻ Mỹ bây giờ cũng nhiều bạn bạn đánh giá về cái cuộc chiến mà Mỹ mang quân xâm xâm lược Việt Nam. Đó là cái góc độ mà em chỉ khái quát qua thôi, bởi vì thực tế đang mà nói mà chúng ta mà nói sâu vào hai cái cuộc chiến này đó thì nó đòi hỏi phải có kiến thức quân sự cao. Và đặc biệt nữa là nếu mà các cựu binh sống ấy, gọi là nhân chứng sống ấy, đúng không? Nó lại càng tuyệt vời nữa. Đấy, đúng rồi, đó là nhân chứng sống đó. Chứ còn nếu mà anh em thế hệ chúng ta trẻ mà chúng ta đi sâu vào cái vấn đề này đó thì chào ai về thế nào mà nói nó không đảm bảo được nhiều yếu tố, đặc biệt là yếu tố thực tế. Đấy, thì nó thiếu sự đảm bảo. Thế nhưng mà trong cái cuộc chiến này á, thì em lại đề cập đến ba vấn đề chính mà em sẽ đề cập. Thứ nhất là cái cuộc mà chiến tranh đối chống Pol Pot này. Đấy, thì cái lực lượng gọi là yêu nước, đúng không ạ? Danh dự tổ quốc, danh dự trách nhiệm ở đâu? Rồi cái cuộc chiến năm 79 với lại Trung Quốc á, thì cũng cái lực lượng gọi là tổ quốc, danh dự trách nhiệm ở đâu? Đấy, đấy là cái câu hỏi rất là hay mà lúc nãy chị Phèo chị có hỏi đó, đúng không ạ? Em thấy rất là hay. Đó là cái lực lượng này đang ở đâu? Mà hiện nay bây giờ sang Mỹ rồi vẫn hô hào tổ quốc, danh dự trách nhiệm đây. Đó là cái góc độ thứ nhất. Thì chúng ta thấy rất rõ là gì? Sau khi mà 34 năm 1975 đó, giải phóng đất nước, thì trước đó năm 1972 là chúng ta biết rồi cái sự việc tổng thống Richard Nixon và Đặng Tiểu Bình ngồi ăn cơm với nhau, bây giờ chúng ta nhìn vẫn thấy, đúng không ạ? Chả thấy sau đó là diễn ra cái vấn đề mà Hoàng Sa năm 1974 đấy, đúng không ạ? Thì nó rất rõ ràng rồi, đó là gì? Đó là quyền lợi của người ta đấy. Còn thực tế là nói người Việt Nam Cộng Hòa hay là các cái đối tượng khác thì nó cũng chỉ là gì, quân cờ để người ta lợi dụng thôi. Đấy, thế thì hai cái cuộc chiến biên giới Tây Bắc và Tây Nam này thì chả thấy cái anh nào mà hô hào là tổ quốc tôi, danh dự của tôi, trách nhiệm của tôi. Lúc này các anh bận tập thể dục đu cản hết rồi, làm gì còn nữa mà tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, đúng không? Nếu như các anh thực sự tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, tại sao ngày nghe đó Trung Quốc đánh xà bỏ mẹ là bỏ chạy hết, đúng, trơn rồi, tại sao không đấy, đúng không? Nghe Trung Quốc đánh là xà bỏ chạy rồi, thì đó là chúng ta rõ ràng. Thì đâu phải riêng năm 1975 là người ta di tản nhiều đâu anh, các năm sau này cũng vậy. Và ở đây nó có một cái chi tiết này em nhớ để sau này chúng ta có cái tham gia là chúng ta sẽ nhận định được, đó là gì? Đó là cái việc mà Mỹ người ta giúp cho Khmer Đỏ, anh biết bằng cách nào? Đó là cơ cô hơn, có nghĩa là suốt một thập kỷ nhé, là cơ quan tình báo quân đội Mỹ đã giúp Khmer Đỏ dò thám qua vệ tinh, đồng thời là các cái lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và Anh đã hướng dẫn quân Khmer Đỏ đặt hàng triệu quả bom mìn bộ binh khắp miền Tây Campuchia. Mà miền Tây Campuchia là giáp với miền nào của chúng ta, đúng không ạ? Đấy rồi giáp với miền Tây Campuchia thì giáp với miền nào? Thế thử hỏi là các ông vượt biên qua đường Campuchia, các ông không dẫm vào mình, các ông toi rồi. Thế nên là hôm trước là chú thượng sĩ Nhất chia sẻ cái này nè, là bẻ cong bẻ gãy luôn cái gọi là cái luận điệu, là xuyên tạo bóp méo của những cái thành phần rồi đi theo cái gọi là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm đấy. Đấy, em vẫn nhớ cái chi tiết này, và chúng ta hôm nay là có cái tư liệu lịch sử để chúng ta khẳng định cái điều này. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Và cái những cái thành phần này thì không phải riêng nghe tới Trung Quốc đánh thôi, không phải nghe Trung Quốc đánh mà người ta bỏ chạy đâu, và trong cái tư tưởng người ta đó, thì ngay từ những cái năm mà sau khi Mỹ rút quân, hiệp định Paris được ký kết ấy, là cái tư tưởng người ta là đã muốn chạy rồi. Thế nhưng người ta đang cố níu kéo và chạy bằng cách nào thôi. Cũng giống như Nguyễn Văn Thiệu đã hợp lý hóa cái lý do đi viếng đám tang để mà chạy thôi. Thì thực tế đang mà nói đó, từ này cần thêm một cái yếu tố nữa để chúng ta chứng minh cái câu từ các anh hay nói, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm.
là nó có hay không có, hay nó chỉ là những câu từ là phô trương mị dân, hô hào, khẩu hiệu thôi. Chứ còn khi thực tế là các anh bỏ chạy sạch, bỏ chạy hết. Thế nhưng mà gì? Thế nhưng mà những người dân, quân của Việt Nam chúng ta vẫn cứ ở lại, đúng không ạ? Vẫn phải cứ đấu tranh, vẫn phải chiến đấu, vẫn phải hy sinh, vẫn phải sống trong cái cảnh gọi là bị bao vây cấm vận, nghèo khó như vậy. Thế nhưng mà rồi ngày hôm nay chúng ta đã đạt được những cái mà có thể nói là nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Phi, Mỹ Latin, nhiều nước người ta vẫn nhìn nhận về Việt Nam chúng ta theo một cái góc nhìn rất là tích cực. Đó là gì? Đó là chúng ta đã đúng theo cái câu nói của Bác Hồ, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Và chỉ muốn chúng ta muốn làm được cái điều đó, đó chỉ bằng nỗ lực, đúng không ạ? Nỗ lực thực sự của những người quân, người dân, đúng vì tổ quốc, đúng vì trách nhiệm, vì danh dự, chứ không phải nói bằng mồm rồi sau đó bỏ chạy hết, đúng không ạ? Đó là cái góc độ thứ nhất mà em nhìn nhận là như vậy. À, cái góc độ thứ hai đó, góc độ thứ hai đó thì em lại khái quát một chút. À, cái cuộc chiến đối với Campuchia đó, rồi lực lượng Khmer Đỏ, Pol Pot, Yen Sali là chúng ta trải qua 4 giai đoạn. Cái giai đoạn từ năm 1975 đến cuối năm 1978 là giai đoạn thứ nhất. Là lúc này là Khmer Đỏ người ta tổ chức nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, phá hủy nhiều ngôi làng, giết hàng ngàn người dân thường của Việt Nam chúng ta. Và phía Việt Nam lúc này á, là chúng ta chỉ tổ chức phòng ngự và cố đàm phán tìm giải pháp hòa bình. Nhưng mà Khmer Đỏ là bác bỏ cái điều này. Và cái giai đoạn thứ hai là từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 5 năm 1979 là Khmer Đỏ tổ chức các cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Việt Nam với 19 sư đoàn, nhưng bị phía Việt Nam chúng ta bẻ gãy. Và sau cuộc tấn công, Việt Nam thấy không có cơ hội để đàm phán hòa bình nên là đã tổ chức tấn công lớn vào Campuchia. Đó, rõ ràng là người ta đã từ chối mà. Đấy, người ta từ chối nên là sau này chúng ta đã tấn công cái cuộc lớn vào Campuchia và lật đổ Khmer Đỏ, lập lên chế độ mới cho ông Hun Sen đứng đầu. Và tàn quân Khmer Đỏ lúc này là chạy sang ẩn nấp ở bên kia biên giới Thái Lan. Và giai đoạn thứ ba là từ giữa những năm 79 đến cuối năm 1985 là Khmer Đỏ với sự trợ giúp về lương thực, vũ khí của Thái Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ là đã tổ chức đánh du kích và đe dọa sự tồn tại của chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Đến năm 1982 thì bắt đầu là Việt Nam rút bớt quân khỏi Campuchia, và ngay sau đó là Khmer Đỏ hoạt động mạnh trở lại và chiếm một số khu vực, nhận thấy là quân đội của Cộng hòa Nhân dân Campuchia còn yếu nên là không thể chống cự được, nên là Việt Nam chúng ta buộc phải tiếp tục ở lại Campuchia cùng với quân và dân Campuchia bảo vệ chế độ Hun Sen và truy quét Khmer Đỏ. Vào mùa khô năm 1984 đến năm 1985 và cuộc tấn công quyết định của Việt Nam để phá hủy các căn cứ chính của Khmer Đỏ khiến Khmer Đỏ suy yếu đi và không có đủ sức đe dọa chế độ của nhà nước mới của Campuchia nữa. Và giai đoạn thứ tư cũng là giai đoạn cuối cùng, nó từ năm 1986 đến năm 1989, đó là sau chiến dịch mùa khô năm 1985. Là lúc này chúng ta nhận thấy cái chế độ Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã tự đứng vững được rồi. Thì từ năm 1986 Việt Nam chúng ta đã rút dần quân khỏi Campuchia và đến năm 1989 thì rút hết. Đấy, nhân cái việc mà Việt Nam rút quân là các cái lực lượng tàn quân của Khmer Đỏ lại định tái hoạt động trở lại. Nhưng mà lúc này là cái lực lượng mà quân đội của ông Hun Sen là lúc này đã mạnh lên rồi. Thế nên là đã đánh bại được Khmer Đỏ. Rồi dần dần là Khmer Đỏ là tan rã và các lãnh đạo bị bắt. Và cái chi tiết cuối cùng đó là bị đưa ra xét xử ở tòa án quốc tế. Đấy là cái sự kiện này là em nhớ ở đây để em đi sâu vào cái đoạn này, cái đoạn mà em muốn nói đó là khi mà diễn ra cái cuộc chiến này đó thì bao giờ cũng vậy, đúng không ạ? Liên Hợp Quốc và các nước người ta đều có cái góc nhìn và người ta đưa ra những cái mà để sau này mà cấm vận Việt Nam chúng ta đó. Thì ở đây là phản ứng của quốc tế lúc này đó là cái sự kiện khi mà Việt Nam đưa quân vào Campuchia đó, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 1 năm 79 đó, thì đại sứ Việt Nam chúng ta ngày đó là ông Hà Văn Lâu thì cũng đã có đưa ra cái tuyên bố. Đấy. Thế nhưng mà đưa ra các cái tuyên bố này, đưa ra các dẫn chứng này, hình ảnh này, tài liệu chứng minh về vấn đề Pol Pot là xâm chiếm Việt Nam, rồi là giết hại đồng bào nhân dân Việt Nam, đốt cháy nhà cửa làng mạc nhân dân Việt Nam. Thế nhưng tại hội đồng đó thì lúc này là Hoàng Thân Sihanouk là đại diện chính quyền Campuchia Dân Chủ, có nghĩa là nói hành vi của Việt Nam chúng ta là xâm lấn và chiếm lãnh thổ Trung Quốc đó.
quan điểm của Trung Quốc thì người ta lại cho rằng là luận cứ hai cuộc chiến ở Việt Nam là dối trá nha. Đấy. Mỹ thì lại thừa nhận hành vi vi phạm nhân quyền tại Campuchia của Pol Pot Ieng Sary và Việt Nam lo ngại an ninh chính đáng của mình là đúng. Đấy. Thế nhưng mà lại khi mà chúng ta tấn công vào biên giới đó là khi tranh chấp biên giới không cho phép một quốc gia quyền áp đặt một chính phủ hay thay chính phủ khác bằng vũ lực nha. Câu nói này của Mỹ nha. Rồi Anh lại tuyên bố như thế này: dù nhân quyền ở Campuchia có thế nào thì cũng không thể tha thứ cho Việt Nam. Đấy, rồi Pháp tuyên bố và quan niệm rằng vì một chính quyền đáng xấu hổ mà có thể biện minh cho can thiệp nước ngoài và lật đổ thật là nguy hiểm. Na Uy thì phản đối cực kỳ mạnh mẽ, đó là người ta lên án vi phạm nhân quyền ở Campuchia. Thế nhưng mà người ta bảo là cái lý do vi phạm nhân quyền này không thể biện hộ cho hành động của Việt Nam, rồi vân vân cả. Có nghĩa là Bồ Đào Nha cũng thế, tất tần tật các nước, rồi New Zealand, rồi nhiều lắm, rồi Australia, đúng không ạ? Rất nhiều. Đấy, thì người ta đều đưa ra một cái quan điểm chung, đó là người ta lên án hành vi vi phạm nhân quyền ở Campuchia. Thế nhưng và cái việc Pol Pot sang đánh chiếm Việt Nam, thế nhưng Việt Nam mà làm như thế là sai. Đấy, chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là như vậy. Thế bố nhà nó không biết ngày xưa cái thằng nào nó vác quân sang Việt Nam mình nó đánh cả. Đấy, thế lạ thế chứ đấy. Đấy, nó cứ nói là nhân quyền, cái thằng Pháp nó sang Việt Nam mình để làm cái gì, thằng Mỹ nó sang Việt Nam để làm cái gì, Việt Nam có vi phạm nhân quyền thì cũng là việc của Việt Nam, đúng không? Nhà Nguyễn có vi phạm nhân quyền cũng là việc của nhà Nguyễn. Thế chính những người này, các nước này người ta tuyên bố ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là như vậy đấy. Mọi người bây giờ theo dõi tài liệu đọc lại thấy thôi. Thế thì sau cái vụ việc này đó, thì các cái nước người ta tham gia cấm vận Việt Nam như ta, thì lúc này nó có khoảng 100, khi mà bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc thì có 124 nước, em nhớ không nhầm là 124 nước đã bỏ phiếu cấm vận Việt Nam. Thế nên là chúng ta mới có cái cuộc cấm vận nó kéo dài 20 năm. Đó, trước đó là năm 1975 là Mỹ cấm vận, đến tận năm 1995. Thì ở đây là theo như cái tài liệu mà em xem thì khoảng là 124 nước là người ta bỏ phiếu thuận, có nghĩa là đồng ý lên án và cấm vận Việt Nam. Đấy, thế này chúng ta thấy được là cái này đấy, là chúng ta thấy cái lý lẽ của các nước lớn chưa. Bây giờ em lại hỏi tiếp một câu hỏi, nhắc lại đó đối với những cái thành phần cho rằng là tại sao thế này, tại sao thế nọ. Thế thì bây giờ tôi hỏi như là các ông này, các anh các chị này, kể cả tay Lương Xuân Việt nhá. Em này em cực kỳ thích cái tay này. Đấy. Đó là thế tôi hỏi những cái thành phần này thì Pháp nó vào Việt Nam để làm cái gì? Mỹ nó đưa quân vào Việt Nam làm cái gì? Để nó vác hơn 58.000 cái quan tài về nước. Thế cái thằng Syria đấy, Libya đấy, Afghanistan đấy, nó có khủng bố, nó vi phạm nhân quyền thì kệ bố nhà nó. Bay vác quân sang đấy làm chi? Đúng không? Đây là chính những cái quan điểm của những cái thành phần này nó đưa ra đó. Nó có nghĩa là bọn này nó đúng là em theo em nói là không biết xấu hổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đúng thích rồi. Kiểu gì nó nói kiểu đấy. Nó đồng ý là Việt Nam, nó đồng ý là gì? Pol Pot Ieng Sary là vi phạm nhân quyền ở Campuchia. Nó đồng ý là Pol Pot Ieng Sary vi phạm giết hại người Việt Nam và chiếm khu vực biên giới của Việt Nam là sai. Thế nhưng việc đó là việc của nó sai, còn Việt Nam không được đánh. Ô thế lạ thế, thế sau này bọn mày vác cái thằng cha Pol Pot ra để xét xử làm cái con mẹ như vậy. Hả? Hôm nay em nói nó có thể nó hơi hơi tục một tí, nó em rất là bức xúc cái chỗ này. Đúng không? Thế thì sau này tòa án quốc tế đưa Pol Pot ra xử lý. Lát nữa, chúng nói hồi nữa, lát nữa ông Thượng Chí Nhất với anh Lê Văn Bắc hầm hé lên là làm nữa à. Hai ông đó mà ông lên là hai ông đó còn. Đó, rất là rõ ràng nha. Đây là lý lẽ của những cái nước này nó đưa ra. Thế nhưng mà chính cái nước này nó nói ra một câu trước thì câu sau nó phải vào mồm, đúng không? Nó đồng ý là như vậy. Thế bây giờ ngay kể cả ở Việt Nam cũng vậy. Cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là của Việt Nam. Thế chúng mày cứ lên án, chúng mày cứ ra cái văn bản, rồi ra cái báo cáo, rồi thỉnh thoảng chúng mày là vác mặt đến tòa án với này các thứ để làm cái gì? Nội bộ của Việt Nam.
Hả? Việc đó việc của các ông à? Việc của các ông à? Ngày xưa các ông bảo vệ Campuchia thế cơ mà. Thế tại sao không bảo vệ Việt Nam, không bảo vệ Syria, không bảo vệ Libya, không bảo vệ Iraq, không bảo vệ Afghanistan? Hay là chỉ có Khmer Đỏ ở Campuchia mới là người, còn các nước khác không phải là người? Đấy, chúng ta thấy thôi, có cái bản mặt giả cầy của cái bọn dân chủ này là thông qua cái sự kiện này em chắp lỗ lại em mới thấy cái bản chất bọn này là cái bọn mà, đúng như anh nói đó là đúng rồi. Ăn đằng sóng nói đằng gió, có nghĩa là cái nào đó, cái nào mà có lợi cho nó đó, thì nó ca ngợi, nó bảo đúng. Giống như những cái thành phần bây giờ sang Mỹ đó mà 47 năm rồi không mua nổi cái nhà nhưng mà vẫn ca ngợi, trời ơi nước Mỹ của tôi, nước Mỹ nào của các ông. Nghe đúng rồi, chối tỉnh, chối tai, đúng là những cái thành phần này chúng ta có thể nói là không biết xấu hổ. Rất rõ ràng đấy, cái lúc đất nước chúng ta vào rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, à thôi, trước đó, đúng không ạ, các ông dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, các ông cũng là một trong cái lực lượng muốn giành cái quyền gọi là điều hành đất nước, đúng không, các ông chấp nhận các ông làm tay sai, thì nó là một nhẽ, nhưng sau khi giải phóng xong rồi, đất nước rơi vào cảnh hoang tàn như thế. Nếu như với một một cái câu từ của ông là danh tổ quốc danh dự trách nhiệm thì các ông phải phải cùng với người dân, đúng không ạ? Xóa bỏ đi những cái hiểm khích trước đây để các ông đoàn kết lại, các ông chống lại các cái thế lực người ta xâm phạm, người ta giết hại đồng bào chúng ta, xâm phạm lãnh thổ chúng ta. Đằng này bỏ chạy hết, chạy xong quay lại vẫn kêu trời tôi rồi danh dự của tôi, trách nhiệm của tôi, trách nhiệm gì khi mà ông Cao Xuân Huy ông viết lại cái nhật ký tháng ba gần súng như vậy, hả? À, danh dự ở đâu, trách nhiệm ở đâu? Bây giờ sang Mỹ kêu là nước Mỹ của tôi, các ông cứ làm như nước Mỹ là quê hương, là tổ quốc của các ông vậy, nó coi các ông ra cái giống gì? Nhiều khi nói á, thì nói thật đang nói thì bảo quá đáng, cái tầm nhà lưu đỗ nó còn chửi cho như thế, đúng không ạ? Nó còn chửi cho như thế thì những cái thành phần khác em nói thật ra chả có vị gì cả. Nói chính xác là như vậy, chúng ta bây giờ cũng khó để chúng ta nhìn nhận sự việc. Thế nhưng mà qua cái sự kiện này á, là chúng ta thấy được là cái bản chất thực sự, cái bản chất giả cầy của những cái nước là lúc nào cũng lôi cái tự do dân chủ nhân quyền, hở một tí là chiến dịch tự do, đúng không ạ, hở một tí là tự do, hở một tí là dân chủ, hở một tí là nhân quyền. Trong khi ở Mỹ là cái thằng nó vi phạm luật giao thông mỗi cái rồi các ông bắn nó 80-60 nhát đấy, nhân quyền đấy, động tí là các ông đập thùm thụp người già gì, phụ nữ gì, người bị tàn tật thì các ông không tha, ngồi xe lăn các ông bắn đã được không, đấm đã, đây nhân quyền đấy, kêu đi, cũng cứ nghe những cái thành phần động một tí rồi lên, tôi lên tôi góp ý cho lãnh đạo Việt Nam thay đổi. Ở Mỹ, ở Đức, ở ghế bây giờ ngày hôm nay này, ở Anh ngày hôm nay, ở Anh em vừa đọc tin tức ở trên cái trang Mirror thì của Anh hoặc My tờ My online đấy, đấy. À, my online đấy, cũng nghĩa là cái giá gọi là khí đốt ở các cái nước này nó đang tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Kêu đi, góp ý đi, nhảy lên kêu đi, góp ý đi, góp dám ý kêu không đấy, góp ý đi, góp ý để cho giá nó xuống đi, cho cuộc sống người dân tốt hơn đi. Đấy, nghe nói những cái thành phần này, cái lý lẽ của những thành phần rồi là cứ hở một tí ra là cái tôi, là tôi đại diện cho dân tôi, không biết đại diện cho ai, ai ủy quyền cho nó mà nó đại diện không biết. Thế nên là thực tế mà nói là, nói thật với anh là khi mà chúng ta trao đổi những thành phần này đó, thì nói thật nếu mà cứ trao đổi mãi đó, thì nó đưa vào một cái câu chuyện, một cái lý lẽ là giữa hai thằng ngu cãi nhau. Thế nhưng mà mình không tranh luận, mình không đưa ra các dẫn chứng cụ thể cũng không được. Bởi sao? Bởi vì tránh trường hợp có những người dân của mình nhẹ dạ cả tin, hoặc các cháu nhỏ bây giờ chẳng hạn ít tìm hiểu là sẽ bị những cái thành phần nó rụ rỗ. Thế nên em tham gia không gian mạng chả vì mục đích nào cả, em cũng chả phải là một người gọi là có kiến thức sâu rộng hết, mà chủ yếu là những vấn đề nào mà chúng ta có tìm hiểu, có nghiên cứu, hoặc là có trao đổi tranh luận như thế này anh em mình như này, thì với có gì có thêm cái kiến thức để chúng ta củng cố thêm cho bản thân thôi. Đấy, chứ cũng ngoài quá cũng chả có mục đích gì cả. Nhưng động một tí là bảo nó trời ơi, mấy thằng dư luận viên chứ không biết là mấy cái thành phần đó nó đi làm việc, nó đi ủng hộ các nước khác thì nó là cái loại gì, đúng không ạ? Mà kể cả có dư luận viên thì chúng tôi là dư luận viên cho ai? Cho cái đất nước tôi, cho đồng bào tôi,
gọi không tổ quốc, không quê hương, không bản quán thì không biết là đấu tranh cho ai, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy nó rất là rõ, rất là nhiều cái dẫn chứng để chúng ta chứng minh được cái điều này. Thì thông qua cái cuộc trao đổi ngày hôm nay đó, thì em chủ yếu em chỉ muốn là gì, muốn là chúng ta khái quát lại, đặc biệt là em nhấn mạnh vào cái vấn đề đó là gì, đó là cái sự ủng hộ của Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan đối với Khmer Đỏ, và nhấn mạnh lại quan điểm của các nước tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Và cái cuối cùng đó là gì, trước đó đó thì người ta ủng hộ Khmer Đỏ một cách tuyệt đối, thế nhưng mà sau này chính những cái thành phần đó nó đưa cái lực lượng Khmer Đỏ ra tòa án quốc tế để xét xử, thì chúng ta thấy nó có phải là một trò cười không ạ? Một trò cười không? Thế thì những cái sự việc này chính các ông gây ra, thì bây giờ các ông thế nào, đúng không ạ? Quan điểm của ông thế nào, hay là vẫn quan điểm là nước lớn là thích làm gì thì làm đấy? Thế nên ngày hôm nay, đúng không ạ, cái việc mà xung đột giữa Nga và Ukraine nó một cái ví dụ điển hình nhức nhối. Đó là bất kỳ một cuộc chiến nào thì cũng là đổ máu, cũng là hy sinh đấy. Và dĩ nhiên là không có lãnh đạo nào của một quốc gia nào mà vì nước vì dân mà người ta lại đưa cái đất nước vào cái hoàn cảnh chiến tranh cả. Và cũng chả có lãnh đạo nào vì nước vì dân mà người ta lại mong muốn người dân Việt Nam hay là người dân cái nước đó phải khổ cực, phải trải qua lúc nào cũng bom đạn cả, đúng không ạ? Thế nên là ngày hôm nay đất nước chúng ta này, thì em có nói rất nhiều lần rồi, để được ngày hôm nay đó, không phải tự dưng mà có, không phải là cái quyền tự quyết dân tộc của Liên Hợp Quốc mà quyết được đâu nhá. Quyết được bây giờ nó như châu Phi đấy, có quyết được đâu, làm gì có 14 nước châu Phi đấy, làm gì mà quyết được. Tiền thì phải gửi ở Pháp, tiêu cũng phải là do Pháp, tiêu cái gì cũng do Pháp, ưng thì nó giải ngân mà không ưng thì tịt, mặc dù là tiền của mình. Nói đúng câu nói trên mạng nó vui và còn cái nịt. Đấy, thế nên là ngày hôm nay đó, là chúng ta thấy được là cái cuộc sống ngày hôm nay, đất nước Việt Nam ngày hôm nay yên bình như thế. Đấy, em cũng theo dõi không gian mạng, em thấy chú Phong Nguyễn, đúng không ạ? Việt Kiều ở Florida về nước, trước cũng có ngồi với Bắc Cầm, thì cũng đã về dưới nhà, đúng không ạ? Về quê hương, về dưới nhà ở tỉnh Khánh Hòa, thấy cũng chụp ảnh lên, không khí. Nó đi ra đường nó đẹp thế cơ mà, nó có phải mặc áo chống đạn đâu. Chú ra đường chú đi thong thả, thong dong, cảm giác cái cuộc sống nó vô tư, đúng không ạ? Thoải mái, vô lo, vô nghĩ. Thế thì còn gì bằng hơn nữa, bây giờ cái cuộc sống người Việt Nam chúng ta, đất nước thì yên bình, người dân tự do phát triển. Đấy. Thế còn cái gì hơn nữa, hay là lại thích, đấy, thì quan điểm của em vẫn nói. Nhưng anh nào anh cảm thấy anh thích Mỹ là anh sang Mỹ mà ở, đúng không ạ? Anh thích anh sang anh mà ở. Mà anh nào thích EU, Ukraine nữa thì cũng đi luôn, đúng không ạ? Chả ai cấm, nhà nước có cấm cho anh đâu. Anh thích thì các anh cứ đi rồi. Đấy, đi sang đấy đi, làm ăn đi, mua nhà, mua cửa, các kiểu đi. Khi nào mà giàu có, giàu sang, phú quý đi. Thì với gọi là một cái bài học và một cái tấm gương rồi. Để khi các anh có lên mạng, các anh nói phép thì có người ta nghe. Chứ sang thì chả làm được cái trò trống gì, đúng không ạ? Đấy, mà ở Việt Nam thì hở ra một tí là kêu, là đổ nhà nước. Sang bên đấy thì như thóc, sợ nói xong rồi chắc nó cho đi sao hỏa. Nên là những cái thành phần này đó thì chúng ta cũng cẩn trọng khi tham gia không gian mạng, đáng nghe không đáng nghe, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là cũng hy vọng thông qua các cái bài học lịch sử, thông qua các cái buổi trao đổi, thì em cũng chỉ mong muốn là đưa ra một vài cái thông tin để có thể là củng cố thêm, chúng ta học hỏi thêm, để làm sao chúng ta cố gắng là gì, trân trọng lịch sử và đặc biệt là biết ơn những anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã đổ xương đổ máu xuống để giành lại cái độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn cái lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta đến ngày hôm nay. Chứ nếu như mà chúng ta mà cứ ngày ngày mà xảy ra cuộc chiến thì xin thưa là chả có thời gian đâu mà nghe chúng ta mà làm, kể cả lên mạng này cũng chả có, chứ đừng có nói là làm ăn, đúng không ạ? Thì qua cái buổi trao đổi ngày hôm nay đó, thì em chỉ có một vài cái nội dung như vậy thôi. Thì cảm ơn anh Thư Quang và cô chú anh. Ok chưa? Dạ vâng, đúng rồi chị Hoàng Yến. Cái em xin phép tí, đúng chị Hoàng Yến. Có nghĩa là
cái ngân hàng ở Anh ấy, là nó cái tòa án ở Anh là nó quyết định nó không trả vàng cho Venezuela, bởi vì nó đang ủng hộ cái thằng cha chủ tịch quốc hội mà, chứ nó đâu ủng hộ ông Maduro đâu. Thế nên là nó ông ấy đề xuất là lấy tiền của người ta về, người ta gửi rồi người ta lấy tiền về để chi tiêu, nó đâu có cho lấy đâu. Đó, bản chất của nó như vậy đó, giống như kiểu mà nó tịch thu hết các tài sản của các cái nhà tỷ phú, các cái nhà đầu tư của Nga ở các cái nước ấy, du thuyền rồi các kiểu, rồi nó cấm hết cả chó cả mèo các thể loại đấy. Đấy, bản chất của hội này nó thì là chung, như thế thôi mà. Chung, chung vừa đề cập du thuyền ấy, mọi người nhớ câu chuyện cái du thuyền gì mà trước đây là Mỹ là họ hô hào là sẽ bắt giữ du thuyền đó và gọi là bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ người dân Ukraine, đúng chưa? Hoặc là Ukraine gì đó, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì cái số phận du thuyền nó như thế nào? Họ đã bán cho ai? Và cái số tiền đó có thực chất là ủng hộ cho người dân Ukraine hay không? Đó, cái vụ cái du thuyền gì 6 triệu USD đó, đúng không? Mọi người thấy rất là rõ. À, thì một lần nữa cảm ơn Trung rất là nhiều.